Trong bài học trước chúng ta đã biết cách làm ra mẻ trân châu ngon tuyệt. Bài học hôm nay có tên là Thạch hương vị cà phê. Đầu tiên, rót 1,7 lít nước sôi. Bật bếp ở mức to nhất đến khi sôi hẳn lên. Sau khi sôi, bật nhỏ bếp. Cho 280g bột thạch rau câu. Sau khi hòa tan hết bột, cho thêm 140ml cà phê đen. Tắt bếp. Sau đó đổ ra khuôn. Sau khi đổ ra khuôn, chúng ta để nguội trong 30 phút, sau đó cho vào tủ mát. Trong mục topping không chỉ có bao gồm trân châu và thạch, còn có một loại đồ ăn kèm mà ai ai cũng thích. Cách làm của pudding trứng sẽ được tôi chia sẻ ở bài học tiếp theo.